Trong kho hàng của nhà tốt còn vô vàn những căn nhà giá rẻ. Tuy nhiên, cái căn nhà này vị trí rất là ổn và thiết kế xây dựng rất là hợp lý. Với cái căn nhà xây mới tinh cả nhà cả đất, giá tỷ có 1 tỷ 650 triệu đồng lô góc mọi người ạ. Cách với đường ô tô khoảng tầm 30 mét đi lại, giao thông đi lại rất là thuận tiện, phù hợp cho quý vị nào đi làm ở Hà Đông, Chương Mỹ. Mời mọi người theo em vào khám phá cụ thể căn nhà này. Với cái căn nhà này, thưa quý vị, đây là một căn lô góc. Vị trí của nó gần với lại trường Đại học Thể dục Thể thao, gần với lại trục đường quốc lộ 6. Quý vị nào đang đi làm hoặc có con em đi học ở trường Đại học Thể dục Thể thao thì cái căn nhà này rất là phù hợp. Ngọc Ánh xin nhấn mạnh lại với mọi người, cái căn nhà này Ngọc Ánh quay và gửi cho quý vị giá chào bán 1 tỷ 650 triệu đồng. Thật tế là như vậy. Ở đây có hai căn thì cái căn lô góc này giá 1 tỷ 65 và căn lô thường là 1 tỷ 750 triệu quý vị nha. Cả nhà và đất bao toàn bộ phí thuế, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Đây là đường ngõ trước nhà và kia là đường ô tô. Đây, đây chính là đường ô tô và đây là căn nhà mà Ngọc Ánh muốn gửi tới quý vị. Nó sẽ phù hợp với quý vị nào đi làm ở cái cung đường gần với trường thể dục thể thao. Cho nên mọi người nếu như mà ở Cầu Giấy hoặc Mỹ Đình thì có thể bỏ qua video này giúp em nha. Mời mọi người theo em vào khám phá cụ thể căn nhà này ra sao. Với cái thiết kế của ngôi nhà, tầng 1 phòng khách, phòng bếp mọi người ạ. Diện tích là 30m2. Đường ngõ thực tế, nếu như để mà nói cái căn nhà này ấy, thì ô tô nhỏ nha mọi người, ô tô taxi có thể lùi vào tận đến cửa luôn. Đấy, giá cực kỳ là hợp lý. Và thiết kế của ngôi nhà thì đây, phần cửa chính của ngôi nhà là thiết kế là cửa gỗ, có điểm thêm một chút kính để lấy ánh sáng. Căn nhà này hướng nhà là hướng Tây Nam với cái thiết kế vô cùng hợp lý. Với cái phần hoàn thiện nên ngôi nhà cũng khá là chỉnh chu. Bởi vì cái giá thành nó rẻ cho nên để mà nói nếu như để mà thiết kế xuất sắc thì không hẳn đâu mọi người ạ. Nó chỉ đáp ứng cho quý vị cái công năng sử dụng hợp lý thôi. Đây là phần tầng 1 phòng khách và phần để xe. Gạch lát nền, kích thước gạch 60-60 vân đá, hệ thống trần thạch cao, đèn LED chiếu sáng, tiết kiệm điện. Căn nhà này theo đúng hiện trạng có thể dọn đồ về và ở được ngay. Vị trí đi lại từ căn nhà này cách với trường Đại học Thể dục Thể thao khoảng chừng 500m. Quý vị có thể đi theo cái trục đường quốc lộ 6 thẳng bến xe Nghĩa đi vào, hoặc nếu như quý vị nào mà đi theo cái cuối đường Tố Hữu Lê Văn Lương thì có thể đi tắt qua khu Hoài Đức, qua Quốc Oai và về đây, thì phạm vi nó khoảng tầm 3,5 km nha mọi người. Ngoài cái phần phòng khách ở tầng 1 thì đây là cái phần phòng bếp với cái phần hoàn thiện tủ bếp nên vừa mới hoàn thiện xong đây mọi người ơi, còn chưa cả bóc ni lông đây. Đấy, để quý vị có thể nhìn thực tế. Tủ gỗ công nghiệp đấy, gỗ MDF chống cong vênh mối mọt với cái thiết kế tông màu là màu trắng. Và ở dưới cũng thế mọi người nha. Ở dưới thì là màu xanh và ở trên là màu trắng. Phụ kiện bếp đi kèm chất liệu inox 304. Một cái không gian bếp nhỏ nhắn, xinh xắn, hợp lý, đáp ứng cho quý vị cái công năng sử dụng. Nói chung là vừa phải, không quá xuất sắc. Ngọc Ánh nhấn mạnh lại với quý vị, với một cái căn nhà 1 tỷ 650 triệu cả nhà và đất 3 tầng như thế này thì cái phần hoàn thiện bên trong ngôi nhà cũng như cái diện tích nó không quá xuất sắc. Tuy nhiên cái công năng sử dụng là đáp ứng cho quý vị được cái sổ đỏ đầy đủ, bàn giao nhà luôn, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Chậu rửa, vòi rửa chất liệu inox 304. Cái hồ sơ điện, hồ sơ nước riêng biệt từng căn. Quý vị về thì chỉ có việc dọn đồ về và ở ngay thôi. Đấy, ngoài ra phần tầng 1 còn thiết kế cho mình một phòng vệ sinh nhỏ nhắn. Ở đây là bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 3 tầng sử dụng của ngôi nhà. Đứng ở cái không gian phòng bếp mà nhìn ra tới phòng khách này, nó có khá là thoáng mọi người ạ. Và với đây, mọi người có thể nhìn thực tế. Trước khi lên trên phía tầng 2 thì ngoài sẽ giới thiệu cho mọi người toàn bộ tay vịn của trụ cầu thang thiết kế ở đây, toàn bộ là gỗ nha mọi người. Đây, mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá granite. Như vậy với một căn nhà 1 tỷ 650 triệu thì quý vị đừng quá trông mong với cái thiết kế nội thất bên trong nhà, mọi thứ nó đều gọi là những cái hàng cao cấp nha mọi người. Và cái vị trí đi lại thì Ngọc Ánh đã chia sẻ rồi. Mời mọi người theo em lên khảo sát các tầng tiếp theo của ngôi nhà. Và với tầng 2 của ngôi nhà thì thiết kế như sau, gồm 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh ở phía bên ngoài. Mời mọi người theo em vào phòng ngủ đầu tiên. Đây là phần phòng ngủ đầu tiên của ngôi nhà mọi người ơi. Đây, 2 phòng ngủ thì nó hơi nhỏ một chút mọi người nha. Với một cái phòng ngủ này nó khoảng tầm 7-8m2. Đầy đủ ánh sáng, ngập tràn vào trong ngôi nhà. Xin lỗi mọi người, với cái căn nhà này hướng nhà là hướng Đông Nam. Ngoài anh xin nhắc lại, vừa nay là nói nhanh quá nên nói nhầm mọi người ạ. Đây,
Cửa đây, toàn bộ thiết kế là cửa gỗ. Và đây là cái phần phòng ngủ thứ hai bên trong căn nhà. Lên trên phía tầng 2, thiết kế hai phòng ngủ thoáng trước, thoáng sau. Đây, cửa đây. Ở phần dưới thì là thiết kế là gạch nát nền kích thước 60-60. Ở đây không thiết kế hệ thống trần thạch cao nha mọi người, chỉ thiết kế trần thường thôi. Và tầng 2 đây thiết kế cho mình một phòng vệ sinh đáp ứng cái nhu cầu sử dụng ở phía tầng 2, bồn cầu, sen tắm, này, lavabo. Theo hiện trạng ngôi nhà này, dọn đồ về ở ngay. Và mời theo em lên khám phá tầng 3 của ngôi nhà. Và đây là phần tầng 3 của ngôi nhà, với tầng 3 cũng là tầng cuối cùng của ngôi nhà. Thì ở đây, bước trên phía cầu thang có một ô giếng trời thoáng để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Và tầng 3 của ngôi nhà thiết kế như sau, đây là phần phòng thờ của ngôi nhà. Đây ạ, phòng thờ của ngôi nhà. Ngoài ra tầng 3 thiết kế thêm một cái phòng ngủ nữa cho mọi người. Đây, thiết kế thêm cho mình một phòng ngủ. Phòng nào cũng cửa sổ ánh sáng ngập tràn vào trong không gian phòng. Như vậy với cái căn nhà này, thiết kế 3 tầng, 3 phòng ngủ rất là thoáng. À, xung quanh dân cư vô cùng đông đúc, chợ trường phường trạm đi lại cũng khá là tiện. Và phần cuối cùng của ngôi nhà đây là phần sân phơi thưa quý vị. Với cái phần sân phơi này cũng khá là rộng. Đây là cái phần để máy giặt này, ổ điện này. Nói chung với cái giá chào bán Ngọc Ánh xin nhắc lại một lần nữa, hướng nhà là hướng đông nam, diện tích là 30m, thiết kế và xây dựng là 3 tầng, thiết kế 3 phòng ngủ riêng biệt. Với cái căn nhà này thì theo hiện trạng là có thể bán giao nhà luôn. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin cụ thể chi tiết hơn nữa về vị trí ngôi nhà này, vui lòng liên hệ trực tiếp với lại nhà tốt theo số điện thoại phía trên màn hình 0933 013 403 hoặc 0888 041 444 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị yêu quý của em ở những video tiếp theo.